cô giỏi quá ha. Sơ hở một cái là đi shopping. Cô có biết đồng tiền bây giờ làm ra cực khổ lắm không ạ? Hôm nay ngày nghỉ mà anh, em đi mua sắm với làm đẹp một tí. Anh nhìn này, hôm nay giảm giá em mua được nhiều đồ đẹp chưa? Đâu để tôi coi. Trời, cái gì mà mua nhiều quá vậy hả? Quần áo, mỹ phẩm, nước hoa, cái nào cũng cả chục loại. Cô tính đổ tiền xuống sông hả? Anh, những cái đồ này đều là đồ chính đáng mà. Em đi làm cả tháng tầu tắt mặt tối vất vả, thì cuối tháng có thêm tiền thưởng em mua cho em thì có gì là sai đâu. Chính đáng cái khỉ gì? Cô là cái loại đàn bà ăn tàn phá hoại, suốt ngày cứ tìm cách xài tiền là sao? Phụ nữ nhà người ta thì vun vén cho gia đình, chi li tích cóp từng chút một. Còn cô á, thời buổi bây giờ kinh tế khó khăn, tôi còn gặp con vợ như cô nữa hả? Cái gì mà ồn ào vậy? Mẹ, mẹ coi á, vợ con á suốt ngày cứ rảnh ra một cái á, là kiếm cách đi xài tiền đi mua sắm. Bây giờ con hết nói nổi rồi. Cô á, xài tiền phung phí đổ nợ, cô đi ra khỏi nhà tôi đi. Ủa? Sao tự nhiên mẹ đuổi vợ con đi vậy? Ủa, anh cũng sợ vợ anh đi hả? Từ nay anh phải bỏ cái thói hơn tật xấu đó nha anh chơi nha. Anh có bao giờ dẫn tôi đi shopping cho vợ anh chưa? Anh đã chừa bỏ đi nha chưa? Chừa đi nha chưa? Chừa đi nha chưa? Chừa đi nha chưa?